Các bạn ạ, bây giờ tìm đâu ra được cái laptop 9 triệu mà có chất lượng hiển thị ngang với cả những chiếc laptop trong phân khúc 15-16 triệu. Nhưng mà tôi vẫn tìm được cho các bạn nhé. Đây, em nói đây, IdeaPad 3. Trời ơi, nhìn sướng hơn hẳn, sáng hơn hẳn, rực rỡ hơn hẳn. Mình thấy nhiều anh em sinh viên ấy còn đi mua những mẫu laptop cũ cơ. Đấy. Nhưng mà bây giờ anh em không phải đi mua mẫu laptop cũ nữa, bởi vì em Lenovo IdeaPad 3 này, nó là hàng chính hãng, đã thế còn mới sạch sành xanh anh em nhá. Điểm mạnh đầu tiên của em này ấy, đó chính là màn hình kích thước lớn này, 15,6 inch so với cái em 15,16 triệu này mà màn hình chỉ có 14 inch thôi. Nó rất phù hợp với bạn nào mà hay phải viết lách, hay phải làm nội dung content giống như mình, hoặc là những bạn thuộc sinh viên chuyên ngành báo chí này, truyền thông này, đấy. Bên cạnh đó thì màu sắc khi mà mình xem những cái video si tình mình đang xem đây này, là nó rực rỡ hơn, sáng hơn hẳn. Tuy nhiên đã là một mẫu laptop giá rẻ thì không thể tránh được những cái nhược điểm cố hữu. Ví dụ như là góc nhìn của nó không được quá tốt. Mình thấy em này có góc nhìn đẹp nhất khi mà chúng ta ngồi chính diện, chúng ta nhìn vào máy. Còn nếu các bạn ngồi dịch sang phải này, hoặc là sang trái này, những người ngồi bên cạnh chúng ta khi mà muốn nhìn vào màn hình ấy, thì màn hình nó sẽ hơi mờ một chút, do là cái độ sáng của chiếc laptop này không quá cao. Bên cạnh đó thì anh em thấy này, cái phần viền này khá là dày. Nhưng mà bù lại nhá, chúng ta lại được trang bị một cái webcam đấy, đảm bảo cho các bạn cái việc là học tập online này. Mà đã là sinh viên rồi thì kiểu gì chúng ta cũng phải làm bài tập này, bài thuyết trình này, tiểu luận các thứ vân vân, đúng không nào? Thì màn hình lớn sẽ giúp các bạn dễ dàng quan sát hơn này, tìm kiếm thông tin để học tập và làm bài tập hơn. Bên cạnh đó thì màn hình của em này cũng được hỗ trợ cái khả năng gập mở 180 độ đấy. Nhưng mà nói chung mình thấy rằng là với cái phân khúc 9 triệu ấy, thì cái màn hình của em IdeaPad 3 này đã là khá tốt trong phân khúc rồi. Nếu không muốn nói là khó tìm trong cái phân khúc 9 triệu này ấy. Nhưng mà nếu các bạn muốn tìm một chiếc laptop có màn hình chất lượng hiển thị tốt hơn này, thì có thể chọn ngay em Vivobook 15X OLED nhá. Sẽ rất phù hợp với những bạn hay chỉnh sửa hình ảnh này, design các thứ. Còn nếu bạn nào mà hay chơi game giống như mình thì cũng có thể chọn em Lenovo IdeaPad Gaming 3. Em này thì hiệu năng cao này, màn hình tần số quét cũng ổn này. Đấy, và quan trọng là nó có mức giá 16 triệu các bạn ạ. Và cả hai chiếc máy này hiện tại thì đều nằm trong chương trình khuyến mãi Campus Tour của Cellphonet, diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 tại các trường đại học trên cả nước, với sự tham gia của anh Vinh này, anh Khôi Ngọc này và cả Dương Công Nghệ nữa. Link chi tiết thì mình sẽ để ở phía dưới phần comment nhá. Mặc dù với màn hình kích thước lớn 15,6 inch nhưng mà mình thấy em này rất hợp với các bạn sinh viên. Bởi vì sao? Em nó chỉ có cân nặng là 1,7 kg mà thôi. Mà các bạn sinh viên ấy thì lại rất hay di chuyển từ nhà đến trường này, rồi lại từ trường đến nhiều địa điểm khác để giao lưu học tập. Thế nên một mẫu laptop với cái cân nặng không quá 2 kg sẽ là hợp lý. Và một cái ưu điểm nữa mình thấy em này cũng rất phù hợp với các bạn sinh viên, đó chính là nó có đầy đủ các cổng kết nối. Như ở đây mình thấy là có 3 cổng USB-A này, một cổng sạc này, một cổng HDMI này. Đấy, bên này thì là có một cổng SD nhá, một cổng khe cắm thẻ nhớ SD này. Tiếp theo là về phần hiệu năng thì em này được trang bị cấu hình, đó chính là i3-10110U. Đấy, một con chip tiết kiệm điện thôi. Nhưng mà nó vẫn sẽ hỗ trợ tốt các bạn những cái tác vụ hàng ngày, ví dụ như là xem phim này, làm việc này, lướt web cơ bản các thứ thì nói chung là rất là mượt mà. Và một cái điểm hay nữa, mình nghĩ không biết đây là có phải điểm hay hay không, nhưng đại loại là em nó dùng Windows thì mấy ông sinh viên thì kiểu gì cũng phải làm việc với cả tác vụ văn phòng Office đúng không? Word này, Excel này hay là PowerPoint các thứ đấy. Thì nói chung em này hỗ trợ cũng tốt đấy. Còn về cái khả năng chơi game, mà tôi nói thật với anh em chứ tôi là phải tôi test ngay cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại trên cái mẫu máy này. Nhưng mà cái điểm khá là bất ngờ nha, một con chip i3 đầu 10 đã ra mắt cách đây tầm khoảng 2 năm rồi đấy, lại còn tiết kiệm điện nữa, nhưng mà em nó vẫn chơi được tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Và với mức setting trung bình nhá, còn nếu anh em muốn có một trải nghiệm tốt nhất trên chiếc máy này khi mà chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại ấy, thì mình khuyên các bạn nên để mức setting đó chính là thấp nhất. Để có một chiếc laptop sử dụng lâu dài, các bạn nên chọn những mẫu laptop mà có khả năng nâng cấp RAM, nâng cấp SSD nhá. Còn về bàn phím và touchpad thì em IdeaPad 3 này được trang bị bàn phím full size này. Đấy, cái hành trình phím của nó không quá sâu, nếu mà không muốn nói là nông. Nhưng mà được cái là em này sẽ được trang bị một cái bàn phím với kích thước khá hợp lý để mình dễ làm quen khi mà gõ. Và mình gõ mới đầu ấy cũng không bị cái hiện tượng đó chính là gõ sai quá nhiều. Bên cạnh đó ở phía bên phải này thì chúng ta cũng được trang bị hàng phím số numpad này, cũng phù hợp với các bạn nào hay phải nhập số liệu này, học kinh tế hay là học ngân hàng các thứ. Còn về phần touchpad thì mình không thích touchpad trên chiếc laptop này một tí nào. Thứ nhất là nó không được đặt chính giữa phần laptop. Bên cạnh đó Zillow thì nó hơi rít tay ấy, nó khiến mình cảm thấy không được thoải mái lắm. Thì mình khuyên anh em là nếu anh em nào muốn có một trải nghiệm tốt nhất thì chúng ta nên mua chuột giỏi nhá, cắm vào đây sử dụng cho nó yên tâm. À, có một điểm đó chính là cái phần kê tay này. Đấy, nó rất là rộng, khi anh em chơi game các thứ rất là sướng. Bên cạnh đó thì khi chơi game, cái phần kê tay này nó cũng không nóng lên quá nhiều, cảm giác chơi nó vẫn rất là thoải mái nhá.
chúng ta chỉ phải đánh đổi một vài thứ, ví dụ như là phần bản lề không thực sự chắc chắn này, còn chip i3 đầu 10 cũng khá là cũ, cùng với đó là màn hình này mặc dù nó tốt đấy nhưng mà nó chỉ tốt trong cái phân khúc 9 triệu đồng mà thôi. So với những chiếc máy khác cao hơn, ví dụ như là 20 hoặc là 22 triệu thì rất là khó so, đúng không nào? Tuy nhiên với những ưu điểm của chiếc máy này thì mình thấy nó cũng rất phù hợp với những bạn học sinh này, sinh viên này đang chưa có một cái điều kiện kinh tế dư giả. Chúng ta đang chọn một mẫu laptop có thể yên tâm sử dụng được trong khoảng 4 năm tới thì màn hình lớn này, khả năng nâng cấp tốt này. Và các bạn sinh viên, ngoài việc tìm kiếm những mẫu laptop trong vòng 4 năm tới ra thì cũng đừng quên việc đó chính là tham gia ngay chương trình The Review mà do Vật Vờ Studio tổ chức nhá. Giải thưởng thì rất lớn luôn, đầy đủ các hạng mục giải nhất, giải nhì, giải ba. Và hai giải thưởng lớn nhất sẽ là hai chiếc điện thoại các bạn nhá. Đấy, mấy anh em sinh viên tham gia ngay đi, tội gì đúng không nào? Tự nhiên lại quất được hai con điện thoại miễn phí về. Và link chi tiết thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đấy. Nói chung là tôi rất mong muốn được gặp anh em và tương lai biết đâu chúng ta lại trở thành đồng nghiệp, đúng không ạ?